Bonjour mes amis, aujourd'hui je vais vous présenter le plat du jour, c'est du porc ou bien coulette de porc avec pommes de terre, on disait pommes de terre rose, tức là nó pommes de terre màu hồng các bạn. Nên mình sẽ làm với cái sườn lợn nhé. Coulette de porc tức là cái sườn lợn, cái thân lợn mà nó có cả xương các bạn ạ. Et le commencement, j'ai déjà bouilli quelques minutes pour faire, comment on dit, le roux avec beaucoup de herbes. Et maintenant, je vais mettre des épices. Ça, c'est les épices. 6 épices. Bao gồm 6 cái đấy các bạn. 6 cái épices này đấy. Et je vais mettre environ une cuillère sauce de tomate. Après, je vais mettre environ 2 cuillères de l'huile d'olive. Voilà. Arroser comme ça. Je vais laisser un petit peu en attendant préparer les pommes de terre roses. Et les 2 oignons et 2 carotte fan, đây là cái loại cà rốt rất là ngon các bạn, cà rốt nó nhổ cả cây, hình như là có một loại cà rốt fan đấy, oignon jaune, tiếng Pháp nó là cái củ hành này là oignon, các bạn có cái từ nhờ đấy, thì đây nó ở trong cái từ này đây, oignon, cà rốt, các bạn vẫn đọc cà rốt, còn người Pháp người ta đọc hơi điệu một tí cà rốt. Thì chúng ta đọc rõ ràng là cà rốt. Couper deux oignons. Ajouter et largement de pommes de terre, de l'huile d'olive. Faire dorer les oignons. Les faire dorer. Pommes de terre épluchées. Voilà, ou bien. Éplucher la peau de pommes de terre et puis les couper en rondelles. Couper en rondelles, donc cut ra từng khoanh. Éplucher la peau là gọt vỏ. Puis ajouter avec les oignons. Ajouter là ça va. Et je vais pas remuer. Faut không có quấy lên hay là các bạn nhé. Cứ để vậy. Ajouter du sel. Remuer de temps en temps. Une fois là une fois d'arbre, allez. Laissez comme ça doucement avec le feu doucement. Préparez 4 gouttes d'ail, cần phải 40 nhánh tỏi. Coupez en rondelles, pas en morceaux, en rondelles. Tỏi thì cắt thành những cái vòng tròn tròn, không cần phải cắt nhỏ ra. Thì có les pommes de terre, un petit peu d'orge. Je vais ajouter des rondelles de l'ail au milieu pour parfumer. Thì phải giải cái củ khoai này gì đấy thì ta sẽ cho một ít cái nhánh tỏi vào đây để cho nó thơm. Úp gì ba đồ đi chưa bao giờ thì nó thơm trong nó có nó cháy thì cho nó lên nhé. Nước kho không phải cho vào đây để rán mà các bạn nhé, mà để zin. Chè pa ri gì? Sơn chè pa ri gì? Các bạn đưa kho cho xem được. Ta sẽ sợ đi nhà đi ra để dễ tiết cả bởi vì nó có ế tiết cả mà. Ra rốt cơ, đi dễ tiết ế đờ lì. Không phải cho mình. Không phải rán.
起来的是呢，是米粉，那就是臭菜馅的。Se te cagó, te ocupo y vamos a volver a poner acá. Y voilà. Yo voy a ajustar aquí un poquito de... como dice... un poquito de... Okay, this is a quick bagel review. Before review. The fucking news. Actually, it's a two-year quick bagel album. I am a fairly fond of it. Et je vais couvre environ 10 minutes. Et ben, si l'on se fait besoin, pour mettre le bouillon, je vais les mettre. Et la dernière minute, je vais ajouter quelques poivres entiers pour sortir une autre valeur, sortir la autre valeur pour l'enzyme et sortir Et subscribe si quelqu'un n'a pas encore fait abonnement. Alors, si vous faites abonnement, et nous avons un autre photo, et on va pas de la vidéo, c'est un photo, c'est une vidéo pour mettre, et on va faire une photo en partie. On va faire un peu de la vidéo. Chúng tôi sẽ tên của cô Nga phát triển mới nhất. Thế không thì không có có view đâu thôi mà. Đó. Thì họ đã là khai tiếng phố ở nước qua. Action sẽ admin này.